Soi hình nền điện thoại các thành viên S Channel phần 2. Toàn chụp cuối thôi. Đây hình nền của em đây. Hình em chụp. Sao nhớ ngày xưa là hình khác mà. Em không được để nữa. Đây là một câu chuyện buồn. Thế thì còn thạc sĩ của chúng ta thì sao? Cho xem hình nền hình quá các bạn. Nhưng mà nó vẫn là một hình màu đen nhưng mà màu đen khác bạn ạ. Tại vì cuộc sống tinh thần nó lại phong phú này. Còn trong vẫn đen thì gì vậy? Tiếp theo là à, em tôi lập lại nhập đánh linh linh. Em vừa mới đổi cách đây mấy hôm luôn. À, à, ok ok. Anh im. Thì thường anh hỏi mọi người hay để ảnh gì ạ? Mọi người là hay để hình người yêu với cả crush các thứ đi. Thử cho anh xem hình bên trong xem này. Không, hình bên trong rất bình thường. Đâu. Đây, tại vì là em dùng cái mà xếp theo. Thế cái bạn gì ở dấu à?